Vâng, xin chào tất cả mọi người. Phải nói là khi mà trước trận đấu, đấu họp báo ngày hôm qua thì tôi đã phát biểu rồi. Chúng tôi gặp một đối tượng như một ngọn núi rất là cao. Chúng tôi phải cố gắng vượt qua. Chúng tôi biết là rất là khó khăn, muôn vàn khó khăn. Thế và đấy, vâng, và đá với đội tuyển mà đương kim vô địch nữa, thế nên lại càng khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi hứa là chúng tôi có thể thua về chuyên môn, thua về tầm vóc, thua về sức mạnh, nhưng đặc biệt về tinh thần, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Và hôm nay đúng như lời hứa, và tinh thần thi đấu của toàn đội rất là tốt và tôi rất là tự hào về toàn đội. Vâng, tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt. Trước đấy thì chúng tôi cũng đã xem băng hình rất là kỹ đội tuyển Mỹ đá phạt đền thì hầu như là người ta đá bên phải thủ môn. Thế là chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ để chúng tôi là chặn được cái quả phạt đền nữa. Tất nhiên chặn được quả phạt đền nhưng một vài cái tình huống nữa ở trong cái khu vực 16m50 chúng tôi chưa giải quyết tốt, còn lúng túng bối rối và bị dẫn đến bàn thua.